Thưa quý vị, mặc dù phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự linh hoạt, sáng tạo, ngành bưu điện luôn thể hiện vai trò tiên phong thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng. Là nhịp cầu nối liền những trái tim hồng cùng chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng vượt qua đại dịch. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành bưu điện 15 tháng 8. Khi làn sóng COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng vào những ngày tháng 7 vừa qua, Bưu điện thành phố đã nhanh chóng triển khai hàng loạt các giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên, khách hàng trong dịch bệnh và duy trì ổn định mạng lưới lưu thông hàng hóa trong điều kiện vận chuyển khó khăn tại các khu vực thực hiện giãn cách. Dịch bệnh bùng phát khiến nhu cầu chuyển phát hàng hóa tăng cao, Bưu điện Đà Nẵng lập tức tăng cường năng lực mạng lưới, phương tiện vận chuyển, bố trí lao động trực, tổ chức các tuyến phát hợp lý để đảm bảo hàng hóa trong ca, trong ngày phát chính xác, an toàn với người nhận trong thời gian nhanh nhất. Ở đây thì bưu điện phố mỗi tháng là chi trả 133.000 đối tượng, thì cái số lượng rất là lớn, đo thân nhiệt, rồi sát khuẩn tay, mời vào theo thứ tự. Và trước cái tình hình dịch bệnh phức tạp thì bưu điện phố cũng có một cái mong muốn là được tiêm phòng cho toàn thể người lao động, bởi vì không những bảo vệ sức khỏe cho người lao động của bưu điện phố mà còn bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tất cả các cái tầng lớp của người dân. Giữ vững tinh thần có mặt ngay khi cần, chung tay cùng thành phố chống dịch COVID-19, Bưu điện thành phố Đà Nẵng đã tổ chức bán hàng không lợi nhuận. Toàn bộ số hàng được lấy từ các nhà cung cấp, hộ sản xuất nông nghiệp uy tín, đảm bảo chất lượng. Bằng hình thức cung cấp hàng hóa linh hoạt này, Bưu điện thành phố Đà Nẵng vừa cung ứng kịp thời đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu cách ly, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai ngày 2 tháng 8, hơn 300 đơn hàng với tổng khối lượng lên đến 2 tấn gồm rau củ quả và thực phẩm các loại đã kịp thời đến tay các hộ gia đình nhằm đảm bảo cuộc sống tại khu cách ly. Mục đích của Bưu điện Việt Nam cũng như Bưu điện Đà Nẵng thì là vừa góp phần cho thành phố chống dịch, vừa giảm tiếp xúc, hạn chế đi lại của người dân và đồng thời là cung cấp cho người dân với cái sản phẩm thiết yếu mà vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng vừa giúp cho người dân là tối thiểu hóa các chi phí trong cái thời gian dịch bệnh. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân, người lao động, Bưu điện Đà Nẵng vẫn tiếp tục xông pha trên những tuyến đầu. Nhưng việc làm ý nghĩa trên đã không còn là nhiệm vụ được giao phó, góp phần cùng các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi đại dịch.